Hai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc hiện có con cái và tài sản lớn ở Hoa Kỳ. Hôm tháng 7 năm 2016, báo chí đưa tin đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường có quốc tịch ở Cộng hòa Mazda. Sau khi đã bỏ ra từ 500.000 đến 1 triệu bảng Anh để mua nó. Trang mạng Thanh niên Tự do ngày 23 tháng 7 năm 2016 cho biết, theo hồ sơ Panama bị dò dỉ, Việt Nam có tới 189 cá nhân và tổ chức với 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài, chủ yếu là tại các thiên đường trốn thuế. Tổng cộng có 92 tỷ đô la được chuyển phi pháp từ Việt Nam ra ngoại quốc và 189 đại gia lẫn quan chức người Việt đã có sẵn thẻ xanh đi Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ. Nhưng liệu từ này về sau, với đạo luật Magnitsky, họ còn có đất dung thân hay chăng? Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Hết trốn dung thân. Bài viết được đăng trên trang Dân Làm Báo. Ngày 24 tháng 11 năm 2008, Sergei Magnitsky, luật sư điều hành công ty luật Firestone Dukan ở Nga, đồng thời là cố vấn cho quỹ đầu tư Hermitage Capital ở Anh, bị Bộ Nội vụ Nga bắt giữ và truy tố tội trốn thuế trong vụ án hình sự chống quỹ đầu tư ấy. Đang khi ông đang điều tra về việc tham nhũng của các viên chức bộ này, Magnitsky tố cáo họ đã tịch thu những cơ sở của Hermitage tại Nga và ăn cắp 230 triệu Mỹ Kim của Bộ Tài chánh, rồi chuyển lậu qua một số nước châu Âu và Hoa Kỳ. Đến ngày 16 tháng 11 năm 2009, ông chết trong nhà tù sau gần một năm bị giam giữ. Để trừng phạt, một dự luật mang tên ông, đó là dự luật trách nhiệm nhân quyền Magnitsky đã được Quốc hội Mỹ thông qua năm 2012, nhằm chế tài các cá nhân quan chức Nga bị cho là vừa tham nhũng, vừa có trách nhiệm về cái chết của ông. Và sau đó thì dự luật mở rộng ra cho mọi nước. Điều này đã gây hứng khởi cho nhiều quốc gia trên thế giới. Cùng ngày với việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu, Nghị viện Estonia cũng đã phê chuẩn một tu chánh án của đạo luật buộc rời bỏ và cấm nhập cảnh năm 1998 để ngăn chặn những kẻ vi phạm nhân quyền vào Estonia. Hiện thời, một số dự luật mang tên Magnitsky đang được cứu xét tại Liên hợp châu Âu. Nghị viện Anh thì đang bản thảo về một tu chánh án cho đạo luật chống rửa tiền để có thể tịch biên tài sản tại Anh của những kẻ vi phạm nghiêm trọng nhân quyền khắp thế giới. Nghị viện Canada cũng đã khởi công dự thảo một đạo luật trừng phạt những kẻ phạm tội tương tự từ tháng 3 năm 2015, mang tên đạo luật C-267, công lý cho nạn nhân của các quan chức ngoại quốc tham nhũng. Mới đây, trước khi rời khỏi chức vụ, dưới tác động mạnh mẽ của Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama đã làm một việc có ý nghĩa, mang ảnh hưởng lâu dài và rộng khắp. Đó là hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2016, ông đã biến dự luật trách nhiệm nhân quyền Magnitsky toàn cầu thành đạo luật. Đạo luật này cho phép Tổng thống Mỹ trừng phạt bằng cách cấm nhập cảnh hay đóng băng tài sản trên đất Mỹ bất cứ cá nhân hay pháp nhân nào trên khắp thế giới vi phạm nhân quyền và tham nhũng nghiêm trọng theo cách như sau. 1. Giết hoặc tra tấn ngoài vòng pháp luật hoặc vi phạm trầm trọng các quyền con người đã được quốc tế công nhận chống lại các cá nhân ở bất cứ một nước nào, chỉ vì cá nhân ấy tố cáo những hành vi bất chính của các viên chức chính quyền hay thực thi các khuyến khích những quyền con người và những quyền tự do. 2. Thi hành những vi phạm nhân quyền kể trên theo lệnh của một người khác. 3. Chịu trách nhiệm hay a tòng với tư cách viên chức chính quyền hay phụ tá cao cấp của đương sự trong việc ra lệnh hay trực tiếp có những hành động tham nhũng đáng kể cả việc tịch thu tài sản tư nhân hay công cộng để làm lợi cho cá nhân, tham nhũng liên quan đến những hợp đồng của chính phủ hay khai thác tài nguyên thiên nhiên, hối lộ hoặc giúp đỡ hay chuyển giao tiền hối lộ cho một giới thẩm quyền nước ngoài. 4. Trợ giúp đáng kể hay cung cấp tài chánh, vật liệu hoặc yểm trợ kỹ thuật, hiện vật hay dịch vụ cho những hành động kể trên. Xem xét kỹ ta thấy, việc đạo luật Magnitsky liên kết vấn đề đàn áp con người với tham nhũng bóc lột như thế là điều hết sức hợp lý. Vì trước hết, cả hai cũng chỉ là chuyện vi phạm các nhân quyền. Tiếp đến, mọi chế độ độc tài, nhất là độc tài cộng sản, đều chủ trương bạo hành với công dân, với đồng bào để giữ vững quyền lực, và tham nhũng cộng sản, bóc lột tư sản để duy trì quyền lực.
Ngoài ra, việc đạo luật Magnitsky chỉ nhắm thẳng vào cá nhân tội phạm, kẻ chỉ đạo lẫn kẻ thừa hành, mà không trừng phạt nguyên cả một quốc gia, trong đó những người dân vô tội chiếm đại đa số, là một biện pháp bảo vệ nhân quyền khôn ngoan, vì trong các chế tài trước đây của quốc tế nhắm vào cả một chế độ. Tuy có lúc rất cần thiết, nhưng thường chính nhân dân phải chịu trước tiên và trực tiếp mọi hậu quả nặng nề. Nay với đạo luật Magnitsky là một trong những công cụ ngoại giao của Hoa Kỳ và rồi những đạo luật tương tự trên toàn thế giới, những kẻ vi phạm nhân quyền và tham nhũng nghiêm trọng khắp Nam Châu từ đây đều hiểu rằng chẳng chóng thì chầy, họ cũng không thể thoát khỏi các hậu quả do những hành động do họ gây ra, ngay cả khi quốc gia của họ bất động, chế độ của họ dung túng, vì họ sẽ hết trốn dung thân rồi. Bởi lẽ từ trước đến nay, viên chức chính quyền tham nhũng ở những nước độc tài thường mua tài sản và cất giấu tiền bạc ở những nước giàu và tân tiến, nơi có hệ thống kinh tế tài chính ổn định và thị trường đầu tư tốt, bảo đảm giá trị tài sản của họ, chứ không để tại quốc gia trong chế độ của mình, nơi mà luật kẻ mạnh đã giúp họ tham nhũng, bóc lột, bạo hành và đàn áp, nhưng cũng là nơi tiềm ẩn mối đe dọa đối với sinh mạng và tài sản của họ, cũng như đối với sự tồn tại của chế độ đã góp sức tạo thành. Và đó chính là tình trạng đang thấy tại Trung Quốc lẫn Việt Nam hôm nay. Đảng và nhà cầm quyền Cộng sản, hai nơi này đã và đang vận hành theo ba nguyên tắc cai trị của chế độ Cộng sản: chiếm đoạt vật chất, tài nguyên quốc gia và chiếm đoạt tinh thần, ý thức dân chúng để chiếm lĩnh quyền lực độc tài, độc đảng và ngược lại. Chính vì thế, từ mấy mươi năm nay, nhà cầm quyền không ngừng đàn áp nhân dân bằng cách bạo lực hành chính, hiến pháp và luật lệ, cũng như bằng bạo lực vũ khí, tra tấn và bỏ tù, thông qua những chính sách lẫn chỉ thị từ giới lãnh đạo và những hành vi đê hèn lẫn bạo ngược từ giới thừa hành đủ mọi loại, đặc biệt đối với những công dân cổ vũ hay đòi hỏi các nhân quyền. Và tất cả chỉ nhằm tạo điều kiện cho đảng viên cán bộ các cấp tham nhũng bóc lột, bòn rút tài nguyên quốc gia và chiếm đoạt tài sản quốc dân, rồi sau khi vơ vét thì chuyển tiền bạc và gửi thân nhân ra nước ngoài hoặc bản thân liệu đường sang ngoại quốc. Bằng chứng cho những việc này đã quá rõ ràng và nhiều vô kể. Theo Tiền Phong ngày 17 tháng 6 năm 2012, vào năm 2011, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã báo cáo cho biết trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 2008, có tổng cộng hơn 18.000 quan chức chạy trốn ra nước ngoài, mang theo số tài sản lên tới 8.000 tỷ nhân dân tệ, là vào 130 tỷ đô. Sau đó, ngày 23 tháng 5 năm 2012, trong hội nghị toàn quốc các ngành kiểm tra kỷ luật, giám sát, tư pháp, Công an Trung Quốc bàn biện pháp chống tham quan bỏ trốn, họp ở Bắc Kinh, số liệu do Viện Kiểm sát tối cao công bố đã khiến người ta sửng sốt. 12 năm qua, cả nước đã bắt và dẫn độ được 18.487 quan chức bỏ trốn, trong 5 năm thu hồi được 54,14 tỷ tệ. Hiện vẫn còn khoảng 20.000 quan tham đang trốn ở nước ngoài với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ tệ. Hồi tháng 4 năm 2012, trong thời gian Quốc hội nhóm họp, Bộ trưởng Giám sát Mã Văn khi trả lời câu hỏi hiện có bao nhiêu lõa quan đã được thừa nhận, chưa thể thống kê được số liệu chính xác. Lõa quan là quan chức lõa thể, nghĩa bóng là chỉ những kẻ đã chuyển trước tài sản, vợ con ra nước ngoài, chuẩn bị sẵn sàng chạy ra hải quan, chuẩn bị sẵn sàng chạy ra hải ngoại khi cần thiết. Chuẩn bị sẵn sàng chạy ra hải ngoại khi cần thiết là một tầng lớp quan chức mới hiện hình thành ở Trung Quốc, xuất hiện lần đầu tiên trên mạng xã hội Weibo vào năm 2008 do một viên chức tỉnh An Huy đưa ra. Từ lõa quan dùng để gọi những cán bộ đảng, chính quyền có thân nhân mang tài sản định cư ở hải ngoại. Dần dần nó được mở rộng ra, bao gồm thêm cả những giám đốc công ty, xí nghiệp, quốc doanh nữa. Còn Việt Nam ta thì được tổ chức minh bạch quốc tế xem là một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới, bị xếp hạng thứ 112 trên 116 nước được điều tra, với số điểm thấp 31 trên 100 vào năm 2015. Theo thống kê, 10 vụ tham nhũng nhất Việt Nam hiện nay: 1. Echo Minh Phụng, 2. PMU18, 3. PCI, 4. Đề án 112, 5. Nexu Technology, 6. Tiền Polymer, 7. Chia chác các đất công ở Đồ Sơn, 8. Vinasin, 9. Vinalai và 10. PVC Trịnh Xuân Thanh.
về mặt đàn áp nhân quyền, thì theo tổ chức Freedom House, Việt Nam bị xếp vào số 51 nước không có tự do với số điểm về tự do là 67, áp chót. Và số điểm về quyền chính trị là 7/7, có nghĩa là tồi tệ so với 89 quốc gia có tự do và 55 quốc gia bán tự do trong tổng số 195 nước được điều tra nghiên cứu vào năm 2015. Rồi theo đánh giá chung của công luận, 10 viên chức cao cấp thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương đàn áp nhân quyền mạnh mẽ nhất là 1. Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng năm 2006 đến 2016. 2. Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an năm 2011 đến 2016, Chủ tịch nước từ 2016. 3. Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Công an từ năm 2002 đến 2011. 4. Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an từ 2016. 5. Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an, cố vấn cho Nguyễn Tấn Dũng về an ninh và tôn giáo từ 2001 đến 2013. 6. Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án tối cao từ 2007 đến 2016, Phó Thủ tướng từ 2016. 7. Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư từ 2001 đến 2011. 8. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư từ 2011. 9. Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng Thành Hồ năm 2006 đến 2015. 10. Phạm Quang Nghị, Bí thư Đảng Hà Nội từ 2006 đến 2016. Ngoài ra ai cũng biết hai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc hiện có con cái và tài sản lớn ở Hoa Kỳ. Hôm tháng 7 năm 2016, báo chí đưa tin đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường có quốc tịch ở Cộng hòa Malta sau khi đã bỏ ra từ 500.000 đến 1 triệu bảng Anh để mua nó. Trang mạng Thanh niên Tự do ngày 23 tháng 7 năm 2016 cho biết, theo hồ sơ Panama bị dò dỉ, Việt Nam có tới 189 cá nhân và tổ chức với 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài, chủ yếu là tại các thiên đường trốn thuế. Tổng cộng có 92 tỷ đô được chuyển phi pháp từ Việt Nam ra ngoại quốc và 189 đại gia lẫn quan chức người Việt đã có sẵn thẻ xanh đi Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ. Nhưng liệu từ này về sau, với đạo luật Magnitsky, họ có còn đất dung thân chăng? Việc đó cũng còn tùy thuộc vào phong trào đấu tranh tại Việt Nam. Trước món quà nhân quyền này của Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ, phong trào cần ý thức mình có nhiều bổn phận liên hệ, vốn hoàn thành được nhờ sự trợ giúp của đồng bào lẫn cán bộ đảng viên thức tỉnh trong bộ máy cai trị. Một là khai dụng đạo luật Magnitsky để hoàn thành những hồ sơ tố cáo tội đàn áp và bóc lột từ hệ thống cầm quyền Đảng Cộng sản gửi ra quốc tế. Hai là sử dụng những biến động hiện thời tại Việt Nam, thảm họa môi trường, áp bức chính trị, suy sụp kinh tế, nguy cơ quốc phòng, băng hoại xã hội v.v. bằng những hành động đấu tranh ôn hòa nhưng quyết liệt, tập thể và kiên trì, để đất nước không còn cái chế độ và những kẻ nhân danh quyền lực để tước đoạt mọi giá trị tinh thần và tài sản vật chất của nhân dân. Đồng bào hải ngoại cũng có thể góp phần vào việc cung cấp thông tin về các đối tượng của luật Magnitsky, đồng thời vận động để các đạo luật kiểu này được hình thành tại đất nước mình tạm cư nếu chưa có. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài viết có tựa đề Hết trốn dung thân. Bài viết được đăng trên trang Dân Làm Báo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ ấn subscribe kênh tin tức 108TV để được nhận thêm nhiều hơn nữa những thông tin mới nhất về hiện tình Việt Nam.